xin chào các bạn hôm nay phượng chia sẻ thêm cho các bạn một cách làm sữa chua mới mà phượng vừa phát hiện ra cách làm sữa chua bằng với bột sữa chua dẻo mịn và ướp ngược không có đổ cách làm này không sử dụng sữa đặc nhưng sữa vẫn béo thơm ngon và lên men rất là tốt mình để trong tủ lạnh bảo quản cũng không có bị dâm đá các bạn nào lần đầu tiên làm thì cũng dễ dàng làm thành công với cách làm đơn giản này thì mời các bạn cùng xem mời cô chú anh chị em và các bạn cùng xem qua phần nguyên liệu thì gồm có là hai hũ sữa chua không đường và 4 bịch sữa tươi không đường 150 g đường cắt trắng và nửa muỗng canh bột năng và nửa muỗng canh bột bắp rồi Phương sẽ cắt hết 4 bịch sữa này cho vào trong cái nồi này thì à, làm sữa chua để ngon hơn và béo hơn đó thì các bạn nên sử dụng sữa tươi không đường nha nếu có đường cũng vẫn được có đường thì các bạn giảm đi cái lượng đường lại nha phần nguyên liệu bằng gam cũng như milic thì các bạn xem dưới video này trong phần mô tả nha Phượng cho hết 150 g đường vào trong này Rồi bây giờ Phượng đi pha bột nè Đây là nửa muỗng canh bột năng và nửa muỗng canh bột bắp Nếu không có bột bắp thì mình thay thế bằng nửa muỗng canh bột năng luôn Thì mình sử dụng bột năng để cho sữa của mình á sánh dẻo ngon và khi bảo quản trong ngăn đá thì nó cũng không có bị dăm đá. Còn bột bắp thì giúp cho sữa mình lên men tốt và nó có độ sánh đặc hơn. Nếu các bạn không có bột bắp thì sử dụng một muỗng canh bột năng hoặc là không có bột năng thì sử dụng một muỗng canh bột bắp, nhưng mà mình sử dụng nửa muỗng này nửa muỗng kia thì sữa mình ngon hơn nha. Rồi mình mở lửa nhỏ nha mà mình khuấy đều. Thì nấu sữa thì các bạn không nên mở lửa lớn quá. Màu lớn quá thì sữa mình giảm đi độ béo đó. Và phấy lâu lâu thì mình cũng nhìn vào trong nồi sữa. Mình thấy nó sôi lên đều như vậy nè. Như vậy là mình hạ lửa nhỏ lại nha. Thì khi sôi lên như vậy thì canh tầm khoảng là 3 đến 5 phút rồi mình hãy tắt bếp để cho bột nó chín hẳn luôn nha. Thì nếu bột mà không chín là mình làm nó bị dâm đá. Cho bột nó chín đi thì lát sữa chua mình rất là dẻo. Thì đây nãy giờ phượng khuấy cũng tầm khoảng 3 phút rồi đó. Thì phượng sẽ tắt bếp nha. xem thử cái sữa mình thấy nó còn hơi ấm ấm mình lấy tay mình thử nè ngón tay út của mình mình thử mà mình thấy cái ngón tay mình chịu được cái độ nóng được đó thì như vậy là cái sữa nó hơi ấm ấm vừa rồi thì tầm khoảng 30 đến 50 độ C thì cái sữa chua của mình lên men tốt thì khi nước ấm vừa như nước uống rồi thì Phượng cho sữa chua vào Phượng cho vào đây hai hũ sữa chua không đường nếu các bạn sử dụng sữa chua có đường thì sử dụng 3 hũ nha và mình khuấy đều lên như vậy là cơ bản sữa chua mình đã hoàn thành rồi và quan trọng hơn là cái cách ủ thì lát nữa Phượng sẽ chia sẻ chi tiết cách ủ cũng như là cái cách bảo quản sữa chua để làm sao sữa chua không bị chết men và sữa chua ăn dẻo mềm ngon khi sữa chua mình khuấy xong như vậy rồi đó thì các bạn nên cho vào từng hũ nhỏ hoặc là mình cho vào trong bọc mình ủ luôn ngay ban đầu luôn để sữa chua mình được dẻo ngon hơn và nó bảo quản được lâu hư hơn nữa Để sữa chua mình lên men tốt thì Phượng cho nước sôi vào trong cái bịch này nha để, để mình cột lại một bịch nước nóng để mình cho vào ủ cùng với sữa chua Thì trong nhiều lần làm đó thì Phượng thấy những ngày trời nắng sữa chua lên men rất là tốt Còn những ngày trời mưa thì sữa chua lên men không được tốt bằng Cho thêm cái bịch nước nóng này vào ủ cùng với sữa chua đó Thì cái sữa chua của mình đó, nó được tỏ cái hơi nóng ra đều và nhiệt nó ổn định đó, Thì sữa chua mình lên men rất là tốt ở đây thì Phượng làm cái lượng ít thì Phượng cho vào nồi cơm điện Phượng ủ Cái bạn làm cái lượng nhiều hơn thì mình mua cái thùng mốt đó, thùng xốp đó, mình ủ trong thùng xốp nha Rồi mình đậy lại đây mình sẽ ủ 24 tiếng Buổi sáng trước khi đi làm thì Phượng làm sữa chua rồi Phượng ủ đây nha Sáng mai Phượng sẽ lấy ra Thì trong khoảng thời gian mà mình ủ thì các bạn đừng có di chuyển dụng cụ ủ mình để yên 24 tiếng rồi thì mình mở ra và lúc mở ra này thì các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi sữa chua rất là thơm cái sữa chua nó lên men nó thơm lắm luôn và mình sờ vào trong bịch thì mình cảm nhận cái bịch nó đông đặc lại rồi và nó không còn lỏng như ban đầu nữa rồi bây giờ Phượng lấy cái hũ này ra Phượng mở ra cho các bạn xem nè đây nè các bạn ơi sánh dẻo cực kỳ luôn nha úp ngược nó cũng không có bị đổ ra nữa thì cách làm sữa chua không sử dụng bột quá thì nó không sánh dẻo bằng thì trong nhiều lần làm đó thì phương thấy sao mà mình làm nó không có sánh dẻo ngon và sữa chua lên men không có tốt thì trong nhiều lần làm thì phương thử nghiệm bằng bột bắp bột năng thì phượng thấy khi mình làm xong sữa dẻo mềm ngon lắm và khi mình bảo quản trong ngăn mát thì sữa sẽ đặc ngon hơn và nếu các bạn mà thích ăn lạnh hơn thì cứ bảo quản trong ngăn đá nha rồi mình mời các bạn dùng thử nha thì khi mình ăn đó mình cảm nhận được sữa nó chua vị chua nó vừa phải rồi ngọt béo ngon rồi và lúc này các bạn cũng không có cảm nhận được cái bột ở trong này nữa nó béo ngon có vị sữa chua thì mình làm xong rồi thì các bạn à, để lại tầm khoảng hai hũ đi lần sau mình làm sữa chua tiếp mình lấy chính cái sữa chua này mình làm tiếp tục nha thì mình làm men mình khỏi mua sữa chua bên ngoài nữa mình làm sữa chua ở nhà thì mình ăn rất là ngon ngon béo ngọt và thơm hơn người ta làm đó các bạn và đây là cái hũ sữa chua mà phường đã để trong ngăn mát tủ lạnh được vài tiếng rồi nè rất là dẻo đặc sánh mịn như kem luôn ha nếu các bạn mà thích ăn lạnh hơn thì các bạn cứ bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh và bảo quản trong ngăn đá thì các bạn nên chỉnh chế độ ngăn đá ở chế độ ít lạnh thôi. Nếu mà các bạn bảo quản ngăn đá mà nhiệt độ quá lạnh hoặc là để quá lâu thì cái sữa chua mình cũng bị chết men nữa. Rồi Phượng cho thêm một muỗng canh đường và một muỗng canh sữa đặc vào trong này để mình làm cái da u đá đó. Thì nếu mà thích ăn ngọt hoặc là ăn béo hơn thì mình cứ tăng thêm sữa và đường nha và cho trẻ nhỏ uống thì các bạn đừng cho chanh vào. Còn nếu cho người lớn uống đó thì các bạn cho thêm nửa muỗng cà phê nước cốt chanh thì để cho uống có cái vị ngọt chua chua thanh thanh rất là ngon. Mình khuấy cho đều lên như vậy là được rồi nha. Rồi bây giờ Phượng cho vào trong ly đá Thì vào những ngày trời hè nắng nóng như vậy Thì thường các cháu nhỏ cũng như là người lớn thì cũng không có thích ăn nhiều Mà uống thì rất là ngon mà rất là thích Nên các bạn làm sữa chua sẵn đó mình để trong tủ lạnh Mình ăn dần Nếu mình ăn không hết thì mình có thể là pha sữa chua đá mình uống Thì để bù nước vào mùa hè nha Để cho các cháu nhỏ vừa ngon và vừa tốt sức khỏe Như vậy là đến đây Phượng đã chia sẻ xong video cách làm sữa chua rồi và mọi băn khoăn thắc mắc cũng như cần hỗ trợ trong cách làm thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới video này phượng sẽ trả lời và hỗ trợ cho các bạn làm thành công luôn nha và phượng cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn trong video sau ạ à.